Rồi chào toàn thể các bác nhá. Thì hôm nay lên một cấu hình karaoke đấy, để sử dụng một cặp loa full 30 đấy, nhưng mà hôm nay thì sẽ ghép thêm một cái cặp loa trợ lời full 25 đấy, trợ lời full 25 của DH Audio đây các bạn này đấy. Con này thì ruột là của RCF nhá, đấy để xem lời này sẽ bổ sung như nào các nhá. Đấy, bây giờ em sẽ tìm một bài karaoke theo tiếng gọi ngàn con. Bây giờ sẽ test một đoạn karaoke khi mà không sử dụng cặp loa lời này. Đấy, để các bác thấy được sự khác biệt nha. Rồi. Để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho mình buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão ta có biết bao con thuyền phải lên đây, về bên anh không ôm nào sóng cả, chỉ hiền hòa hiến hạ nặng tình anh. Rồi bây giờ em sẽ ghép thêm đôi loa trợ lời vào nhé các bạn. Đấy. Đây. Đấy. Đó. Đấy một quả. Đó. Rồi. Bác Na so sánh sự khác biệt nhá. Khi mà thêm cái loại trợ lời hát lời nó sẽ trội và nó sẽ gọi là khác biệt như thế nào nhá. Lời nó rất là nổi các bác ạ. Thuyền ra sông, thuyền đi ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lặng yên hà, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa cho mình buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Em biết chăng ngoài không xa bão ta có biết bao con thuyền phải lên đây, về bên anh không còn nào sóng cả, chỉ hiền hòa hiền hạ nặng tình anh. Rồi, đó chính là công dụng của loại trợ lời các bạn. Lời nó lên rất là rõ và rất là hay luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, mà khi mà các bác đã có một cặp loa 30 rồi và muốn bổ sung thêm lời thì các bác có thể nghiên cứu thêm một cặp 25 nhé. Đấy, đấu nối thì nếu mà các bác sử dụng đấy hai kênh ấy thì ta có thể link từ con loa 30 này này. Đây này. Các bạn này. Đấy, link ngay từ đằng sau nó nhá. Đấy, cắm vào con loa 25. Đấy, rất là dễ đấu nối. Đấy, tốt nhất là các bác nên tìm một cặp 25 để bổ sung lời cho nó đẹp nhất các bác nhá. Đấy, nhưng mà cặp nhỏ quá thì 20 hoặc là 16 thì nó nhỏ quá, nó không hiệu quả, không rõ rệt đâu. Đấy, các bác cứ tìm ra một cặp 25 hợp lý nhất. Ở trong clip này thì em có gọi là ghép thêm một đôi loa trợ lời để cho các bác thấy được sự khác biệt khi mà thêm loa trợ lời nó sẽ như thế nào. Đấy, và hiệu quả khi hát karaoke nó ra sao nhá. Rồi, bác nào có nhu cầu về cặp loa này hoặc là các thiết bị karaoke thì có thể liên hệ với Zalo nhé, 0333 527 31. Em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Rồi, xin chào toàn thể các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.